Những ngày qua, người dân thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk xôn xao với thông tin một giếng nước của một hộ gia đình nóng bất thường. Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân là do nhiễm điện. Rất may, chưa gây ra thiệt hại nào cho người dân. Qua kiểm tra đã phát hiện nguồn điện từ máy bơm nước dưới giếng của gia đình bà Xỉu bị hở khiến nước giếng bị nóng lên. Bên cạnh đó, trong khoảng 8 ngày, lượng điện sử dụng của gia đình bà Xỉu tăng đột biến khoảng 1 triệu đồng so với bình thường. Trước đó, bà Khuất Thị Xỉu phản ánh nước giếng của gia đình bà nóng lên bất thường từ khoảng 60 đến 70 độ C, kèm theo bốc khói nhất là buổi sáng sớm và buổi trưa kéo dài liên tục hơn một tuần. Giếng nằm trong khuôn viên sân trước của gia đình, được đào từ năm 1973, sâu 15 mét. Trung tâm nghiên cứu và quan trắc môi trường nông nghiệp miền Trung Tây Nguyên đã lấy mẫu nước giếng của gia đình bà Xỉu và các hộ dân xung quanh làm xét nghiệm. Kết quả các chỉ tiêu chất lượng nước hoàn toàn bình thường.